Xin chào quý khán giả đến kênh YouTube Nghệ sĩ Tiết Cương. Và tiếp theo thì Tiết Cương rất là may mắn khi được bạn Ngân giới thiệu thêm một chiếc xe game mà ta nói gọi là chùm mền luôn á, mà giấu ở trong kẹt nè đó. Bây giờ phải moi ra trong mình để review tặng quý diễn giả. Thì Tiết Cương nhìn sơ qua đây là một cái chiếc rim đời chữ, một trong những lứa đời đầu á. Đời đầu là cái game không có đề, còn đời này là có đề rồi mà nó là đời chữ, rất là hiếm. Cái này lúc đó cái gương còn nhỏ lắm, và cái chiếc rim này ngày xưa là nó khủng khiếp lắm quý vị ơi. Và bây giờ nó còn rất là hiếm. Bây giờ muốn review nó thì phải dắt ra ngoài. Dắt ra ngoài được không em? Dạ được ạ. Hai anh em mình dắt ra ha. Dạ. Em phụ anh nha. Dạ yếu lắm á. Trời ơi, xe mà cắt không tuốt. Em chỉnh cái đầu đi, chỉnh cái đầu đi. Để xuống cái đất trước. Trời ơi, khó quá. Sao để cắt tuốt này hả? Sao bị ăn trộm hả? Dạ, tại xe này không đi á. Nhà chọc phải không? Dạ. Nhà cái quán này nhà bán này mình cho thuê. Dạ, quán này em cho thuê. Cho thuê hả? Được chưa? Dính cái nồng xe nha. Dạ. Trời ơi, à để anh xuống có cái thắng. Khó quá. Dạ. Di cực dữ vậy trời. Anh qua bên này đi, anh qua bên này đi. Không, đưa rồi, để anh xuống. Đầu xuống bảy vẫn nó chết luôn á. Đây, ngủ cái đầu nha. Rồi, bỏ xuống, bỏ xuống đi. Rồi, thay con rồi. Mừng quá. Tới giờ dưới nó mới làm. Trời ơi, khổ quá. Rồi. Ngon lành, cành đào. Đó, để dựng quay đầu luôn. Để dựng hai quyền thoại dựng kế nhau luôn. Già quá. Già cả dưới núi rồi. Trời. Đó. Qua chiếc xe này dữ nha quý vị. Trời ơi. Lâu lắm rồi Tiết Cương mới gặp một cái chiếc xe gọi là tem hồng và cái chữ A lớn, là một trong những chiếc rim đời chữ đầu tiên ngày xưa, bây giờ rất là quý hiếm. Và không ngờ hôm nay mình gặp bạn Ngân, là bạn có hai chiếc xe đẹp quá đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem chiếc xe này có điều gì đặc biệt ha. Đầu tiên quý vị thấy không, cái nước sơn xe này còn quá đẹp, chứng tỏ xe này vậy. Xe này là ít đi lắm hả em? Dạ, xe này ít đi hơn xe này luôn ạ. Ít đi luôn phải không? Dạ. Tại xe này nó giá trị hơn hả? Dạ. Chiếc kia còn đi vòng vòng hả? Còn chiếc này không có chạy luôn hả? Dạ, xe này nó chạy lâu lâu đem ra chạy để khỏi chết máy thôi. Vậy hả? Dạ. Thấy quý vị thấy xem xe này không? Đặc biệt nó có nè. Cái kính là có chữ Made in Japan nha quý vị. Đó, những cái đời sau này không có đâu. Này đời này mới có Made in Japan nè. Tiếng kêu xe. Và quý vị nhìn kỹ nha. Cái màu nho của cái xe này nó khác với những cái màu nho đời sau. Cái màu này nó là màu nó đậm hơn. Nó là màu trái nho. Trái nho màu nho tiếng Anh là gì em? Cái gì? Web viết sao? C-R-A-T-E. Ồ, phải đọc C-R-A-T. Màu nho tiếng Anh là web. Còn tiếng Việt màu nho có nghĩa là mò nhau đó. Chiếc xe này quý vị không, cái ba ga trước này nè, cái thiết kế nó cũng khác những cái đời sau nữa đó. Nó khác là quý vị, mình nghĩ nó có cái khác. Chiếc này đời mấy em, nãy giờ quên hỏi em. Chiếc này đời 88 anh. Từ năm 88. Dạ. Năm 88 mà lúc đó em có chưa? Dạ chưa, chiếc này là được mua khi mà bố mẹ em mới cưới nhau. Vậy hả? Dạ. Đúng rồi, em chưa có mặt. Dạ, năm chưa, năm bao chưa. Năm mấy em mới có mặt? Dạ em 90 là 2 năm sau mới ra đời. Dạ, cái này 2 tuổi thì em mới ra đời. À, đó, quý vị nhìn. 34 năm rồi mà còn giữ duyên vậy là chiếc xe chúng nó là hàng quý hiếm nha quý vị. Ok, Cường coi cái này, cái niềm có chữ gì vậy? Uzi âm nè quý vị ơi. Đời này là chưa có chữ Thái Âm Đa luôn quý vị. Theo Tiết Cương được biết đời 88 này là chưa có Thái Âm Đa, 89 đổ đi mới có đề chữ Thái, có đát 5 luôn. Cái này là còn u nhôm luôn, diêm luôn, đầm diêm đó, một diêm. Và ở cái đời này quý vị nhìn cái đầm nó khác những cái đời sau quý vị, cái đầm nó liền luôn. Đời sau thì nó có cái ngấn chỉ đây nè, độc đáo quá, cái này quá dữ luôn. Chiếc xe mà 34 năm mà còn riêng quyền thoại vậy là hiếm lắm luôn. Chiếc này là máy móc có đụng tới gì chưa em? Dạ chưa anh, chiếc này là xe hoàn toàn diêm hả? Dạ. Ô, cái bựng đẹp quá ông nội ơi, cái bựng nó lên vàng đẹp dễ sợ đẹp, móc hết thời gian vậy không? Rồi, cái nước xi của cái
cái đời này quý vị thấy không, nó cũng khác như cái đời sau nữa. Cái bạc nó bạc khác nữa vậy, nó lạc hơn nó. Ở đây Tiết Cường xem chiếc xe này đẹp không, quý vị xem coi nó chữ gì không, G phải không em, là chữ G. Đúng rồi, đời G cho quý vị. A hồi xưa là xe đời chữ này là A bờ cờ giờ là đợt E F rồi tới G đúng không, F mà tới G HIK đó, rồi mới bắt đầu chuyển qua 7 số là tem lửa đó, mới qua tem hồng chứ. Nó như tới đời nào đó, nó qua tem hồng rồi mới nhảy lên tem lửa 7 số luôn. Ai xe quý vị thấy không, tem còn luôn nè, mà nó lâu năm có mất chữ còn cái tem không à, quá đã luôn. Vì sao ui ông quý vị, ui ông. Và quý vị nhìn thấy cái tem không, cái tem này nếu bây giờ mình có sơn xe lại mình mua không bao giờ có được bộ tem riêng theo xe. Ví dụ tem màu hồng đời sau hay là tem lửa thì sẽ có, còn tem riêng, còn riêng cái tem đời này quý vị biết không, không bao giờ mình có thể tìm được để mình dán, coi như mất cái tem là mất luôn, chấp nhận thương đau luôn. Tôi xem cái mặt hồng hồng này còn quá đẹp cái gì không, cái này thường nó sẽ phai tàn theo thời gian. Và cái mặt này, bàn thờ này nó không có cày, không có bạc theo nắng, lên xe này để trong mát không à. Máy cứng lắm, những cái đời này cái máy đã lắm quý vị ơi. Trời ơi máy im quá, đã được chứ, quá đã vô và ngủ luôn. Cái máy nó vậy thấy không, nghe thì thầm của mình không nghe tiếng luôn á. Rim này là cái dòng xe mà anh thích nhất luôn á. Sẵn đây Tiết Cương review luôn cái bô xe của đời tem hồng, nó không có đồng tiền đây nha quý vị. Cái đời tem lửa sao nó sẽ có cái vòng tròn đây này, không có luôn nè. Đó. Sơn 1985. Quá đẹp cái bô. Cái bô này không mà bán rồi giờ cũng phải trên 10 triệu quý vị ơi. Đó quý vị không? Rồi cái nắp nồi nè. Nó theo thời gian không? Đó. Có cái tem ở đây rất là lạ, những cái đời sau không có tem này quý vị, nó đời chữ đời đầu mới có mấy cái tem luôn, tem gọi là tem dầu, quá đẹp lắm, còn hiếm á, công nhận, bạn Ngân đọc dùm giữ chiếc xe, quá đã luôn, chiếc này bây giờ tôi nghĩ là để tìm một chiếc đẹp về là chắc hơi bị hiếm á quý vị, chiếc này cũng là yên viên luôn hả em, bây giờ tôi sẽ mở ra xem. Ồ, yên sắc nữa gì ơi. Đẹp quá. Quý vị thấy không? Cái tem này còn là của cái cửa hàng mà bên Thái bán họ dán luôn nè. Nghe chữ Thái tiếng Anh nha em. Này nó dán ngược phải không? Dạ nó dán ngược. Tiếng Anh tiếng Thái. Tiếng Thái. Bangkok, đó cửa hàng, tem cửa hàng luôn nha quý vị. Và cái đế yên nữa quý vị thấy không? Bằng sắt luôn. 34 năm mà còn cái đế yên vậy là phải khủng khiếp rồi, không phải dễ kiếm đâu. Tem lửa hay tem hồng sao mà còn yên thì bình thường, mà cái đời này mà còn yên đẹp vậy là hiếm lắm. Bằng sắt mà, cái này mình chỉ cần rửa nhiều là nó sẽ bị mục. Dạ. Chứng tỏ xe ít đi, ít rửa. Dạ, xe này ít rửa, ít đụng nước, nếu mà dơ thì chỉ lau bụi. Trời ơi, em ngồi em lau luôn hả? Dạ, cô lau anh. Cái gì thấy không? Đó, có những cái tem này để dán ở đây để cho nó đỡ bị chày đó. Tạm những cái cục hết này nè quý vị, những cái cục này nó hết này sẽ chạy sơn. Đây quý vị thấy không, nó chạy chỉ đẹp ghê không. Thường những chiếc rim nó rất dễ bị mục sườn từ đây nghe quý vị, tại mình ở dưới chạy nước sình văng nó mục từ dưới ăn lên. Đó, xe ở xì phố mình đi mình giữ kỹ lắm mới được, về chiếc xe tỉnh là nó mục hết. Quá đẹp chiếc xe, yên. Da theo xe đẹp. Bóng lên vậy nè. Quá đẹp. Quan điểm về chiếc rim giấc mơ tuổi trẻ của Tiết Cương thì cái lứa Tiết Cương lớn lên thì ai cũng mê cái con rim mà quyền thoại này, nhưng mà cái chiếc rim đời đầu này là phải nhớ là đỉnh của đỉnh luôn, bởi vì khi lớn lên khoảng năm 88 thì lúc Tiết Cương mới có 15 tuổi là cũng chưa có định hình được cái ý thức, tới bắt đầu khi
tem xe đời này qua, bắt đầu những đời tem học tem lửa thì khoảng năm 91, 92 tem học rồi, bắt đầu tem lửa 94 rồi lên đó là bắt đầu tiết cương, bắt đầu mê xe đó. Thì cái này nó gọi là trên cả sự ước mơ của mình luôn, nó đi trước thời đại luôn. Bây giờ thì lâu lắm rồi tiết cương mới gặp được một con xe đẹp như vậy, rất là quý và rất là gọi như là ước mơ tuổi trẻ. Và anh hỏi Ngân, cái xe này là cũng sang tên lại luôn rồi hả? Dạ, sang tên lại. Vậy hả? Và chiếc này đẹp quá như vậy, ví dụ như em đi chạy ngoài đường có khi nào có ai hỏi mua không? Dạ có. Vậy hả? Cũng có người hỏi à? Để em nói sao? Xin nghĩ là. Dạ. Tại vì anh nghĩ cái một chiếc xe đẹp vậy á mà bây giờ có rất là nhiều người yêu xe, họ thích sưu tầm. Thích sưu tầm những cái dòng xe cổ này để họ về, thật sự như xe này họ mua về họ để ngắm thôi, để ra ngoài này thì tuổi trẻ chứ họ uống cà phê chứ cũng không có chạy đi cài. Đi cài giờ người nào có 2-3 chiếc để đi rồi thì anh nghĩ cái chiếc xe mà cứ để kẹp thì nó rất là ổn. Bởi nhiều người ta đam mê, ta thích, ta sưu tầm người ta không có, còn em có em đi ghét kẹp cũng quá. Thì ông ấy là anh nghĩ nếu mà ai đam mê người ta tìm mà đến đó thì anh nghĩ nếu mà cái giá phù hợp thì chia sẻ để quý vị khán giả nào thích mà họ có thể họ đem về để sưu tầm, đúng không? Đang bởi vì cái một cái dòng quý á mà trong cái tay người biết sở hữu biết sử dụng thì nó sẽ nâng cấp lên nữa ha. Dạ, mình mà một chùm mà không có ổn. Dạ. Nếu mà quý vị khán giả nào xem cái xe này thích, họ muốn liên hệ với em thì có thể liên lạc Facebook hay là số điện thoại, TikTok, Zalo gì không để quý vị biết. Số điện thoại số mấy? Dạ, số điện thoại là 0908 230 420. Dạ. À, rồi quý vị, đó số điện thoại mà bạn Năm đã cho. Quý vị trả lời thêm lý thích chiếc quay 110 đó, quyền thoại đời 2000 hay là chiếc rim trước cả quyền thoại luôn đời 88 thì quý vị cứ gọi số điện thoại đó để gặp bạn Ngân liên hệ trực tiếp, không cần phải qua Tiết Cương, bởi vì Tiết Cương nhiệm vụ là chỉ đi review xe để cung cấp những chiếc xe đẹp và những niềm đam mê đến cho quý vị giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Xin chào.